Nào, em Tuấn giới thiệu cho bác với cái mức giá 369.000. 369k con đài này bảo bác là không kết. Bác là không kết con đài này này em Tuấn. Con này các bác mua tặng bố, tặng mẹ, tặng anh em, tặng người già, người thân, ôi thủ trưởng, sếp rồi vân vân, tất cả những người trung tuổi. Tóm lại là mức giá tiền nhẹ nhàng, thoải mái. Dùng được tất, yêu tất ạ. À, đặc biệt là em nói có thêm tập pin năng lượng mặt trời. Nó không phải là xòe ra như này đâu ạ. Em để xòe cho bác thôi, còn bình thường nó gập vào đây. Đấy, được chưa? Đấy, thủ trưởng có đi chơi, đi dã ngoại, đi ở đâu cũng được. Đi biển, đi đảo, đi đồi, đi đâu thì đi. Đấy. Anh em bố mẹ đi rồi làm nương, làm ruộng, làm đồng. Nha, không bao giờ nó hết pin. Tấm pin năng lượng mặt trời. Ok chưa? Cụp xuống. À, đặc biệt là được thiết kế với cái bo kit vân gỗ này. Nó nhìn vân gỗ rất đẹp chưa? Cực kỳ đẹp. Mà mức giá 369.000, được chưa bác? 369k bo vân gỗ này. Ok chưa? Chắc các bác chả còn đòi trò cái gì đòi hỏi được hơn nữa đâu. Đây là với bên sườn nha. À, vân gỗ sơn bóng piano. Bóng loáng luôn, được chưa? À, con này đường kính nó tầm 25 cm, chiều cao nó tầm khoảng độ 13 đến 15. À, phía trước được thiết kế là 4 loa luôn. 4 loa. À, dòng này đang thiết kế với lại một mẫu giả cổ như kiểu đài GF ngày xưa, giả cổ. Giả cổ ạ. Có nhìn chưa? Một con như thế này 369.000. Các bạn em bảo rồi mà, như em clip trước nói, các bác làm gì thì làm. Các bác ăn chơi đâu chơi. Các bác chỉ bớt một bữa bia của bác chắc phải mua được 5-7 con này luôn. Mua tặng bố mẹ gái, ông bà nhà nghe đài FM, AM, radio, USB, ôi trời, vân vân, đủ các loại. Nó đỡ buồn. Giờ các cụ không đi được chơi thì các cụ có cái đài làm bạn. Đấy, nhìn chưa? Còn music con này F3 2382 nhá, 2382. À, piano, sơn bóng. Về chất âm thì chúng em sẽ test lúc đầu tiên cho bác luôn. Đặc biệt là nhà thiết kế, họ đã thiết kế ra một tấm pin sạc năng lượng mặt trời đây luôn. Các bác, ngoài ra phía sau này nhé, phía sau này là còn có thể lắp được pin luôn đấy. Các đợi em chút nhé, em vừa quay em vừa test nên là nó sẽ không được chắc chắn lắm. Đấy. À, phía sau đây có thể lắp được hai quả pin tiểu to của mình, và nhà sản xuất họ đã lắp một con pin sạc để sạc tấm năng lượng mặt trời này dùng để nuôi hàng ngày. Và ngoài ra họ cho một cái cáp này, cáp tai xi để cắm thẳng vào sạc điện thoại của mình sạc cho nó đấy, trong này luôn. Thể nói luôn là đầy đủ hết các chức năng luôn, không thiếu một cái gì luôn. Đi đâu cũng có thể dùng được, không có pin, không có điện thì vẫn dùng, vẫn nghe bình thường. Ok chưa bác? Đây tấm pin năng lượng mặt trời gập xuống đây. Này. Thế này còn cái gì nữa, và quay như này. 369.000. Một chiếc đài đẹp lung linh luôn. Đẹp, nói là đẹp mê người luôn đấy. À, sau đây em Tuấn sẽ test những chức năng cho bác nhé. À, khi các bác khởi động lên thì các bác có thể khởi động nút nguồn bằng đây. Nút này chính là nút volume này. Tắt này. Tắt và bật luôn đây. Đấy, bật lên. Bật đèn báo đây rồi. Bluetooth nào. Em sẽ bắt điện thoại vào nhé. Các bác mở điện thoại lên. Các bác mở Bluetooth ra. Kết nối Bluetooth từ điện thoại vào nó. Sau đó chạy nhạc này. Xa xa đi. Bao nhỏ thế thôi.
thể lấy bài đây nhá, lấy bài đây, chuyển bài tại đây luôn, sẽ chạy đấy, chuyển bài đây, đấy, chuyển bài đây luôn, đấy, nó chuyển đấy luôn nhé. FM này. Bluetooth mode. Bắt đầu tu rồi. Thế bắt đầu tu đúng chưa? Bluetooth mode. Đấy, xong AM này, FM này. Bài cuối cùng đó là cái bài em sẽ hát song ca với trong cái đĩa CD này thì mình kết hợp với mấy cái hát cùng với em trong cái đĩa này. Bảo vệ kho dữ liệu 7A là người có ý kiến về nội dung này được nhiều người hưởng ứng. Hôm qua tọa đàm ngày hôm nay tôi có nhận thức về trách nhiệm đối với bản thân. Theo Bailey, một nhà phân tích hàng không cho biết, các phi công lái máy bay chở tổng thống thường có kỹ năng và kinh nghiệm rất tốt, nhưng trực thăng là một cỗ máy rất phức tạp. Khi cất cánh, chủ quan hay là nhân văn về nghĩ về sức khỏe thì chúng ta cũng nên cân nhắc vào cái điều kiện để chúng ta thực hiện cái quyền để thi của các em. Vâng, thưa phó giáo sư tiến sĩ Triệu Cường Thưa và thưa quý vị và các bạn, cái hiện tượng là ép hoặc là tạo ra những cái cản trở để mà các em học sinh có những học lực bình. Các quan chức đoàn cho biết địa hình đồi núi thì rõ ràng là không thể tránh khỏi được những bất đắc cho các em và ngay cả gia đình của các em nữa. Chúng tôi là chia sẻ với cả đồng chí đồng đội, nó cũng là san sẻ rất là nhiều bản thân mình thì cảm thấy an ủi mình rất là nhiều, mình thấy vui tươi hơn. Theo Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thúy, Tổ trưởng Tổ phụ nữ. Các cháu đi học dân lập hiểu ra ấy, và tôi cực kỳ đau lòng ở chỗ là lớp của con tổng sĩ số là 39 cháu thì chỉ có 22 cháu đăng ký thi vào lớp 10. Thế nhưng bây giờ các em lên đây chúng tôi tiền đóng vào góp là để các cháu học và nhà trường đừng nhồi vào những cái việc vào những học trường ngành, trường ngành bộ. Nó quá nhiều sáng tác của nhạc sĩ Trịnh do ca sĩ Bảo Yến trình bày, lời thơ trong nhạc Trịnh chất lọc tự nhiên, nhiều triết lý giàu hình. Sao bây giờ nhiều kênh lắm ạ, thoải mái đài luôn. Các cụ bác nghe thoải mái ạ. Thôi em tốn tắt nhé, chào các bác nhé. Mức giá 369k. Thôi chào các bác. Các bác nào mà có nhu cầu có nhạc gì cho các bác, các cụ thì gọi cho em USB thể nhận có hết.